Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Châu, mình là sinh viên năm 3 khoa điều dưỡng của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thì hôm nay mình rất là vui khi được là người dẫn dắt tất cả chúng ta cùng nhau tìm hiểu về một căn bệnh khá là phổ biến hiện nay ở trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thì để góp phần cho đoạn video này được hoàn thiện hơn, thì mình xin giới thiệu với các bạn những nhân vật đã góp phần xây dựng nên đoạn video này. Không ai khác, đó chính là những người bạn trong nhóm của mình. Sau đây thì mời tất cả mọi người cùng nhau bước vào căn phòng này để xem các bạn sẽ cho chúng ta tìm hiểu về căn bệnh gì nhé. Mình cũng đang rất là háo hức chờ đợi đây. Nào, let's go. Chào bạn, mình là Châu. Rất vui được gặp bạn. Xin chào, mình là Lam. Không biết là Lam có thể bật mí cho mình và các bạn cùng biết là hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về căn bệnh gì không? Mình và mọi người đang rất là tò mò đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một bệnh liên quan về đường hô hấp, đó là bệnh hen phế quản. Hen phế quản là một tình trạng viêm đường thở, làm tăng tình trạng co thắt, phù nề, tăng tiết đờm, hạn chế tắc nghẽn, hạn chế thông khí đường thở. Hen phế quản là một căn bệnh hô hấp mãn tính phổ biến có xu hướng gia tăng trong những thập niên vừa qua. Căn bệnh này đã ảnh hưởng đến khoảng 339 triệu người trên toàn thế giới, chiếm từ 4 đến 14% dân số của các nước. Theo thống kê, tính đến năm 2020, mỗi năm có khoảng 250.000 người chết vì hen. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ước tính đến năm 2025 số người mắc bệnh hen là 400 triệu người. Đây được xem là hồi chuông báo động về căn bệnh này, nhất là tình hình đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Về triệu chứng, người bệnh có những biểu hiện như là mệt mỏi, tức ngực, thở khọt khè và ho tái diễn, chủ yếu là vào ban đêm và sáng sớm. Về nguyên nhân, hen có thể do dị ứng khi tiếp xúc với dị nguyên, hen có thể do vận động khi gắng sức, hen có thể do các yếu tố kích thích như là khói bụi, khói thuốc lá, và hen có thể do những trục hô hấp di truyền trong ngực dạ dày. Đối với các bệnh nhân điều trị hen phế quản tại bệnh viện thì chúng ta có thể thực hiện các bước chăm sóc cơ bản như sau. Bước đầu tiên, nếu bệnh nhân cảm thấy khó thở, chúng ta có thể kê cao gối cho bệnh nhân nằm hoặc nâng cao đầu giường. Trong trường hợp mà bệnh nhân có nhiều đàm nhớt, chúng ta có thể cho bệnh nhân uống nhiều nước. Vỗ rung lồng ngực và hướng dẫn bệnh nhân cách khạc đàm nhớt. Nếu bệnh nhân không thể tự khạc đàm nhớt thì chúng ta có thể sử dụng máy hút. Bước thứ ba, nếu mà bệnh nhân cảm thấy khó thở hơn, chúng ta có thể sử dụng thuốc và cho bệnh nhân thở máy oxy theo ý lệnh của bác sĩ. Hạn chế những thức ăn nước uống có chất kích thích. Nên ăn uống thực phẩm lành mạnh tốt cho sức khỏe. Hạn chế vận động mạnh, gắng sức. Nên tập những bài thể dục nhẹ nhàng. Hạn chế những nơi có khói bụi bặm. Nên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những nơi có nhiều khói bụi. Nên mặc quần áo phù hợp với thời tiết để tránh thân nhiệt quá lạnh hoặc quá nóng. Tránh căng thẳng, buồn bực, lo âu. Nên thư giãn thoải mái tinh thần. Bệnh nhân hen phế quản khi lên cơn sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn sắp xuất hiện cơn hen, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như hắt hơi, chảy nước mũi và ho thành cơn. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn cơn hen xuất hiện, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng như khò khè,
Giai đoạn thứ ba là giai đoạn cơ hen chuyển biến nặng, bệnh nhân sẽ có triệu chứng là đau ngực. Qua ba giai đoạn từ nhẹ đến nặng của người bệnh, chúng ta sẽ sử dụng biện pháp tối ưu nhất là bệnh hình định liệu. Sau đây là các bước hướng dẫn sử dụng bình xịt định liều. Bước 1. Mở nắp dụng cụ. Dùng ngón trỏ và ngón cái bằng một hoặc hai tay để giữ bình xịt. Bước 2. Lắc bình xịt. Việc lắc kỹ giúp cho thuốc bên trong được trộn đều trong dung môi. Tuy nhiên, với bình xịt, thuốc ở dạng dung dịch thì không cần lắc trước khi dùng. Bước 3. Thở ra hết mức. Bước 4. Ngậm bình xịt. Có thể đứng hoặc ngồi nhưng luôn giữ thẳng lưng, hơi ngửa cổ, ngậm môi kín quanh ống ngậm. Bước 5. Hút nhẹ để tạo lực khởi đầu. Ngay lúc đó, ấn mạnh vào bình thuốc để giải phóng thuốc và đồng thời hút chậm, sâu khoảng từ 4 đến 6 giây để đưa thuốc vào phổi. Bước 6. Rút ống ngậm ra khỏi miệng, nín thở càng lâu càng tốt, tối đa 10 giây và thở ra từ từ bằng miệng hoặc mũi. Nếu muốn sử dụng thêm liều nữa, đợi khoảng từ 10 đến 15 giây, lặp lại từ bước 1 đến bước 6. Bước 7. Dùng khăn lau ống ngậm. Đóng nắp bình xịt sau khi sử dụng xong. Bước 8. Súc miệng thật sâu trong cổ họng khoảng 3 lần ngay sau khi dùng thuốc. Bảo quản nơi khô ráo, bình xịt định liều có thể mang theo bên người hoặc để ở đầu giường, trên bàn làm việc. Nên ăn nhiều trái cây, thực phẩm giàu axit omega 3, bổ sung vitamin A, D. Không nên sử dụng các chất kích thích như caffeine, rượu, bia, thuốc lá. Hạn chế ăn nhiều muối, hạn chế sử dụng các thực phẩm đông lạnh, đóng hộp. Sau đây là 5 lưu ý dành cho người nhà khi chăm sóc người bệnh hen phế quản. Thứ nhất, người nhà phải tăng thông khí cho người bệnh hen phế quản. Nhà phải quan tâm đến các vấn đề về sức khỏe, tinh thần và cả chế độ dinh dưỡng cho người bệnh hen phế quản. Thứ ba là phải sử dụng thuốc đúng điều trị theo lệnh của bác sĩ. Thứ tư, người nhà phải thường xuyên quan tâm đến các vấn đề về sức khỏe và thường xuyên theo dõi sức khỏe của người bệnh hen phế quản. Thứ năm, quan trọng nhất, đó là người nhà phải biết được các cách điều trị dự phòng tại nhà khi người bệnh hen phế quản lên cơn. Đến đây, video của tụi mình xin kết thúc. Thì qua video này, tụi mình mong các bạn có thể hiểu thêm về cách chăm sóc người bệnh hen phế quản. Cảm ơn cô và tất cả các bạn đã lắng nghe video của tụi mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nha.